Sau đây xin gửi tới quý vị khán giả và các em học sinh câu chuyện vui, đẹp sinh câu chuyện 1 x 10 = 9. Thế ông thầy này ông dạy học cũng khá là nghiêm túc, ít khi thầy thấy cười. Thế ông thầy dạy về bản nhân, thầy mới đưa ra phát tính là 1 x số nào thì bằng 9 nó. Thế thầy lấy ví dụ như là bây giờ mình đi ra chợ, thế mình mua 10 cái kẹo, mỗi cái kẹo là 1 đồng, hỏi mất bao nhiêu tiền? Thế thì cậu học sinh cậu đứng dậy cậu trả lời em thầy bằng 9 ạ. Thầy sau này thầy bảo sao con lại ăn bằng 9? Thì cậu bé bảo dạ con đi ra chợ thì thấy người ta cứ mua 10 cái kẹo thì chỉ lấy 9 đồng thôi thầy ạ. Thì thầy bảo là thầy lại cãi con mà sao lại cãi thế mà tự em thấy thầy vì người ta bán hàng khuyến mại mà mình cứ mua nhiều thì người ta tặng thêm thôi. Còn thầy bảo là toán học là phản ánh thực tế thì em nhân thực tế thế thì em bảo thế. Ông thầy bảo mà không phải câu gì nữa. Tiếp theo tôi gửi tới quý vị khán giả câu chuyện có đầu đề cách xem giờ. Có hai người này chơi với nhau, một người sinh ra là trong con nhà giàu và một anh bạn thông minh con nhà nghèo. Thế thì anh bạn nhà giàu mới được người bố đi công tác ở bên thụy sĩ mua một đồng hồ rất rất đẹp và đeo vào tay. Anh đi đâu anh đeo cứ giơ tay trước ngực này khoe đồng hồ là nhất, thứ hai là thể hiện con nhà giàu có đồng hồ xịn. Thế anh đi gặp người bạn là con nhà nghèo thì anh nhà giàu hỏi bảo này, cậu biết đây là cái gì không? Thì anh nhà nghèo bảo ngùi giờ đấy cái đồng hồ là cái gì? Thì anh nhà giàu thấy cách trả lời rất bình thường, khó chịu phải tiếp mà. Thì cậu biết đây là đồng hồ gì không? Thì anh nhà nghèo thông minh anh bảo là thì đồng hồ làm gì thì là sắp giờ làm gì? Thì anh nhà con nhà giàu rất dễ hiểu. Cậu biết không? Đây là đồng hồ bố tớ mua ở tận bên thụy sĩ sẽ mang về hơi hơi giá trị nha, chuẩn lắm. Thì anh nhà nghèo bảo ui tớ bởi vì tớ chắc là đồng hồ tớ biết giờ. Thế anh nhà giàu thì bảo là cậu nói dối, cậu nói phép, làm gì có chuyện cậu không cần đồng hồ biết xem giờ. Thì anh nhà nghèo bảo tớ biết xem giờ. Thế thì anh nhà giàu bảo là thế cậu theo dõi cách nào? Thì anh nhà nghèo bảo là nhá, thì bây giờ sáng ra mặt trời bắt đầu thò lên một chút đấy, chúng ta nhìn này, ở phía xa hơi nó lên một chút thì lúc ấy là 5 giờ rưỡi được chưa, lên nửa cái mặt trời mà nhìn từ xa đấy, theo mặt phải thì là 6 giờ. Mong mặt trời mà mọc lên phía trên cái đường thẳng nhìn xa thì là 6 giờ rưỡi được chưa. Thì anh nhà giàu bảo thì bữa trưa cậu biết xem giờ không? Bảo có, tôi biết xem giờ. Cậu giơ tay thẳng giữa đỉnh đầu cậu ngắm lên nhá, nếu mà mặt trời giữa đỉnh đầu mình là 12 giờ, còn trưa thì giữa đỉnh đầu mình là trưa 12 giờ, vượt qua đỉnh đầu mình theo chiều mọc thì là 1 giờ 2 giờ. Bắt giờ thế anh nhà giàu thế buổi chiều cậu biết xem giờ không? Thế anh nhà giàu cậu dốt thế, buổi chiều ngược lại như buổi sáng thôi đúng không? Đấy, mặt trời chỉ lặn xuống là 5 giờ, lặn xuống một nửa là 5 rưỡi, mà xuống vừa xong là 6 giờ. Thì anh nhà giàu tức tức bảo buổi tối cậu biết xem giờ không? Làm gì lúc ấy có mặt trời nữa, còn cả có cả cái đấy không mặt trăng nữa là cậu biết xem giờ không? Thì anh nhà nghèo thông minh có, tớ biết bây giờ được nha. Thì lúc đấy tớ mở cửa ra, tớ kêu ầm ĩ lên thì hàng xóm đã bảo ô bây giờ còn 2 giờ sáng mới kêu ầm ĩ lên thế, thì lại tớ biết nó là 2 giờ được chưa. Anh nhà giàu ngượng ngùng không nói câu gì nữa. Tôi vừa kể chuyện có 2 người, bây giờ tôi kể chuyện thành 3 người nhé. Sau đây xin gửi tới quý vị khán giả câu chuyện nói về khoe bố. Tức là ba anh này chơi với nhau, họ rất là xịn, nhưng họ chẳng nói gì cả, họ chỉ tự hào về bố họ thôi. Thì anh thứ nhất anh bảo là cậu biết không, một trước nha, bố tớ nha, đi cho tớ đi sang cầu này, bố tớ mang súng vào trong rừng bắn một phát chết bắt con chim. Thì hai kia là cậu người khác nói dối, có gì quý chuyện gì. Thì anh thứ nhất anh giải thích là bố tớ nha, họ cái súng này bố tớ rút ra, bố tớ bắn thì cái súng này đạn của bố tớ là đạn toàn bắn ra để cắt ướt và viên đạn nó vỡ ra thành nhiều mảnh rồi, bắn vào đàn chim thì chết 3 con chim. Thì hai kia anh gật đầu rồi có lý. Thì hai kia hai bảo tưởng thế này
bố tớ còn siêu hơn. Bố tớ làm luật sư nhé. Hôm trước bố tớ cãi cho một người buôn ma túy về 5 cân và 5 kg mà chỉ mới bị tù án treo 5 tháng thôi. Thì anh kia gọi là Sau đây tôi xin gửi tới các em nhỏ và quý vị khán giả câu chuyện mà các bạn đã thường được nghe hoặc có những người chưa nghe. Những chuyện này do tôi tổng hợp, nó dài hơn rất là nhiều so với bình thường. Đó là câu chuyện có đầu đề là học khôn. Thì một cái anh này, anh ngốc lắm. Anh ngốc lắm. Thì số anh lại rất là may mắn, anh lấy một cô vợ rất là xinh và thông minh. Thế thì anh lấy được cô này là còn đến ở rể nữa. Thế thì anh này anh đến anh chẳng biết làm gì, cứ loanh quanh nấu cơm thì không chín, quét nhà không xong. Thì người vợ mới bảo là thôi anh ạ, anh ở nhà anh chẳng làm được việc gì đâu, thì em nghĩ là có khi cho anh đi buôn thôi. Thế là vợ đưa đầu tư một túi bạc cho anh ấy đi buôn. Đi buôn thì anh ấy buôn thì anh đi, dọc đường anh đi anh thấy một ông đang chăn vịt. Anh ấy mừng quá, bởi vì là ông kia ông chào đón anh này là mua vịt với giá rẻ, anh vào anh mua luôn. Thì ông chăn vịt ông bảo là đấy thì ông cứ mua được đàn vịt của tôi rồi ông chăn đi, ông chăn rồi đến chiều tối thì ông lừa về. Cậu này nghe theo, mua được vịt giá rẻ sướng quá, ngồi chăn vịt trông rất kỹ, đếm từng con một. Đến lúc chiều đang chuẩn bị lừa đàn vịt về thì nó bay mất. Thì hóa ra đây là đàn vịt trời, đây là đàn vịt trời. Thế là ngậm ngùi đi về kể với vợ nghe. Vợ bảo là anh ơi, đấy là đàn vịt trời, anh phải biết phân biệt nhá. Vịt ta là mình nó to hơn này, lông nó ngắn hơn, còn vịt trời nó nhỏ hơn và lông nó dài hơn thì nó mới bay được, anh nhớ chưa? Thế người vợ mới suy nghĩ lại bảo là thôi anh ạ, đôi khi anh đừng đi buôn cái kiểu ấy nữa, em dặn anh như này, mai em đi mua vải cho anh nhé, anh bán vải cho em thôi, bán người ta giả giá cao hơn thì mình bán, còn thấp hơn mình không bán mang về, bởi vì vải thì quần áo đấy thì nó không ôi thiêu gì cả. Anh này nghe lời vợ đi
mà khi mang vải đi bán là còn mang thêm 10 đồng tiền lẻ nữa. Thì khi anh ấy mang đi thì anh ấy bán đắt hàng lắm à, các bạn ạ. Anh ấy bán mà thế nào mà bán xong vải thì cuối cùng anh chỉ còn 2 đồng. Đi về nhà, vừa đi dọc đường vừa khóc tiêu tiểu thì thấy một cái đám ma, rất là nhiều trẻ con nó nghịch các cái vải trắng ấy, mới đấy. Thì anh này anh tưởng là bọn đấy nó ăn trộm vải của anh ấy. Anh ấy lao vào, anh ấy cướp. Thế thì người nhà trong đám ma người ta giải thích là đây là cờ trong đám ma. Nhưng anh ngốc này anh không nghe. Anh không nghe, anh bảo là đây là vải của tôi. Thì con cháu người ta nói mãi không nghe, đang trong tang gia bối rối. Mấy người con ấy, thanh niên ấy, người ta tức quá, người ta đánh cho một trận. Thế là đi về, về kể cho vợ nghe. Thì vợ mới tìm được ra nguyên nhân là anh ấy bán đắt hàng nhưng mà do anh không biết tính. Đấy. Ví dụ người ta đưa là 120 đồng chẳng hạn, à, mình phải trả lại bao nhiêu tiền, anh có khi anh lại đưa thừa tiền hơn. Cho nên anh đã mang 10 đồng tiền lẻ rồi mà về còn có 2 đồng à, lý do là như vậy. Thế người vợ mới nghĩ ra, bảo anh ạ, em nghĩ ra rồi, hôm sau anh không phải đi buôn gì nữa, anh đi anh khóc thuê đi. Đấy. Anh đến đám ma anh khóc mà, anh khóc nhiệt tình mà, anh khóc te tua đi. Đấy, người ta sẽ thưởng tiền cho. Vì thấy có người đến khóc rất là nhiệt tình và thảm thiết. Nghe lời vợ, hôm sau quyết định kiếm mấy đồng mang về cho vợ. Thì anh ta đi. Và anh ta đi. Thì anh ta đi các bạn ạ. Anh ta đi thì anh ta gặp một cái đám đông người lắm. Anh ta lao vào, anh ta khóc. Khóc nhiệt tình luôn. Khóc te tua luôn. Đúng như lời vợ dặn. Thế thì hóa ra là anh ta khóc đúng phải là cái đám cưới. Thì người ta giải thích đây là đám cưới chứ không phải đám ma. Nhưng anh vẫn không nghe. À, anh cứ khóc, cố gắng khóc để làm sao người ta thưởng tiền cho, mang về cho vợ, vì mấy lần mất tiền oan rồi. Thế thì người nhà người ta giải thích không nghe. Và các bạn biết rằng là trong đám cưới thì thanh niên và con cháu người ta rất là đông, cộng cả thêm uống rượu nữa. Thế là đội thanh niên người ta lao vào, người ta đánh cho một trận ngất. Đến chiều tối mới về tới nhà. À, chiều tối về đến nhà thì vợ đã bảo là anh làm sao mà người đau như này. Thế kể lại đầu đuôi cho vợ nghe. Vợ bảo anh ơi, cái đám người ta đi ở đường đấy không phải đám ma mà đấy là đám cưới. Quần áo người ta màu sắc hơn, môi son hơn, đâu phải giống đám ma. Đám ma là các cái cờ trắng ý, vải xô cơ mà. Thế là vợ lại dọn cơm rồi lấy thuốc xoa cho anh ý. Thế anh ấy ăn và ngủ xong, hôm sau lại khỏi. Đấy, các bạn ạ, anh ta khỏi. Anh ta quyết định đi để kiếm mấy đồng. Và anh ta đi, lần này đi thì anh ta đi xa hơn. Đi xa hơn thì các bạn biết đi anh ta gặp cái gì không? À, không phải người ta gặp đám ma đâu, mà anh ta đi, đi anh ta gặp một đám đông người đang chạy đi chạy lại. Thì anh ta mới lao vào, anh ta là nhớ lời vợ dặn là đến mà gặp đám cưới ấy, thì là chúc tốt đôi tốt đôi tốt đôi ấy. Thì anh ta cứ lao vào, anh ta bảo là tốt đôi tốt đôi tốt đôi tốt đôi tốt đôi tốt đôi. Thế là trong lúc hoảng loạn thì người ta nghe nhầm thành tôi đốt tôi đốt tôi đốt. Đấy là cái đám cháy người ta đang chạy đi chạy lại chữa cháy các bạn ạ. Thế thì tôi đốt nghe, hoặc có nhiều người khác người ta kể, người ta nghe rõ, người ta bảo à thằng này chúc đều tốt đôi, tức là chúc nhà này cháy thêm một đám nữa. Người ta mới tức quá, đang lúc cháy đấy người ta cũng lao vào, người ta dần cho một trận vì đã tìm được ra thằng đốt cháy nhà. Thế thì đau lắm, lần này bị đánh đau lắm. Anh ta ngất lên ngất xuống, xong rồi đến đêm anh ta mới về tới nhà. Vợ mong quá lại. Thế là anh ấy kể chuyện cho vợ nghe. Thì vợ bảo là anh ơi, cái đám đấy lửa nó cháy to như thế cơ mà, đấy là cái đám cháy. Anh phải vào anh chung tay chung chân với người ta, anh múc nước anh dập lửa đi, đúng không? Đấy. Thì người ta xong việc thì thứ nhất là mình cũng giúp đỡ được nhà người ta, nếu chữa cháy mà còn cứu tài sản có thể người ta cho thêm mấy đồng tiền cảm ơn. À, mà vợ lại bôi thuốc cho, ăn cơm xong đi ngủ. Thế mới sáng ra anh ta lại khỏi. Các bạn ạ, anh ta phải nói là có một cái sức khỏe rất là tốt, mà người vợ bôi thuốc cái gì mà anh ta nhanh khỏi lắm. Hôm sau anh ta lại cố gắng đi khỏi luôn, đi luôn. Lần này anh ta đi lại đi xa hơn, quyết định là kiếm được mấy đồng mang về cho vợ. Vì lần thì mất tiền, lần thì bị ăn đánh, nghe cũng ngại với vợ lắm. Thế thì anh ta đi, anh ta đi thì anh ta đến một cái lò rèn các bạn ạ. Đấy, thì là anh ta nhìn thấy lửa nó cháy bùng 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 ấy, giống như hôm trước anh ta tưởng đấy là đám cháy. Anh ta mới lao vào, anh ta múc nước đổ luôn vào cái lò rèn của người ta đấy.
thì các bạn biết rằng là lò rèn người ta đang lửa cháy để rèn cuốc, rèn xẻng không? Thế thì các bác thợ rèn người ta mới đang lửa nó đang cháy to thì người ta rèn thì ông ta vào người ta dập mất cái bếp lò đi. Thứ nhất là mất công người ta nhóm, thứ hai là còn đang rèn cong hết cả sắt thép của người ta không rèn được nữa, sẵn sắt thép để người ta mới vụt vào một trận đầu thằng phá hoại. Người ta bảo thế là người ta đánh cho đau lắm, lần này đau cũng bị ngắt, và đến đêm mới về tới nhà, về lại kể chuyện cho vợ nghe bị ăn đánh. Vợ lại dọn cơm ra và bôi thuốc, vừa bôi thuốc vừa hỏi chuyện, thì vợ bảo là anh ơi, đấy là cái đám đấy là cái lò rèn, anh phải vào anh rèn cùng với người ta. Tức là một người mà cầm sắt này thì mình phải cầm búa này, hoặc người ta cầm búa mình cầm sắt để người ta rèn đúng không, đấy người ta đập vào để tán nó ra đấy, thì mình chung tay chung chân với người ta, mình rèn cùng với người ta, thì xong việc người ta cảm ơn rồi người ta sẽ thưởng tiền cho. À bây giờ thì anh đã hiểu rồi, thế là nhớ lời vợ dặn là đi, hôm sau bôi thuốc lại khỏi, sáng ra lại đi tiếp. Đi thì anh ta đi anh ta thấy là một cái toán là người ta đang lấy cuốc xẻng với cả sắt thép, bọn ta đang đánh nhau. Thì anh ta mới nghĩ rằng đấy là rèn, hôm trước cũng cầm sắt thép và cả xẻng mà, thì anh ta mới lao vào, anh ta mới chung tay chung chân với người ta. Thế thì hai cái đám nó đang đánh nhau đấy, nó mới nhìn thấy một thằng lạ hoắc vào đánh người ta. Thế này nó không đánh nhau nữa, nó quay ra nó đập cho thằng này một trận. Ui trận này là cái trận đau, đau chưa bao giờ có đau như vậy cả. Lần này là lần đau nhất. Khi anh ta bị đau xong, đánh cho ngất mà đến tận sáng sớm mới về được tới nhà, bò về ngất lên ngất xuống. Thế thì về nhà vợ mong quá, lại dọn cơm và bôi thuốc cho chồng ăn, thì được nghỉ ngơi một ngày vì trận này đau quá mà gần sáng rồi. Thế vợ bảo là anh ơi, anh ngốc thế, anh thấy đánh nhau thì anh phải đứng ở xa xa rồi anh nói vọng lên. Anh nói, tức là ngày xưa người ta dùng cái câu văn ấy là quân tử nói chuyện bằng miệng, chớ động chân động tay. Anh giảng hòa người ta đang đánh nhau như thế mà người ta giảng hòa thì đầu tiên người ta cảm ơn mình rồi, đúng không? Nhà nào mà nó đang yếu thế mà nó được mình can hòa thì người ta sẽ cảm ơn, người ta cho ăn rồi người ta thưởng tiền cho. Anh nhớ chưa? Đấy. Mình nhớ lời vợ dặn. Ngày hôm sau nữa anh ta đi, cố gắng để quyết định mà kiếm được mấy đồng mang về. Bởi vì suốt từ đầu là chỉ có là mất tiền và bị ăn đánh khổ thân. Thì anh ta đi và anh ta tiếp tục đi. Đi thì anh ta nhìn thấy hai con trâu đang húc nhau. Thế là anh ta mới lao vào. Anh ta tưởng đánh nhau mà anh ta lao vào đứng giữa đầu hai con trâu. Anh ta bảo là dĩ hòa vi quý, quân tử nói chuyện bằng miệng, chớ động chân động tay. Thì các bạn biết rằng là con trâu thì nó có hiểu tiếng người đâu, cứ đứng loanh quanh đứng nói mãi. Thế là một con trâu nó húc cho lấy cái sừng ấy, nó móc một phát vào lưng bay lên và rơi xuống dưới, thì cái mông đít là dậu luôn cả vào một cái sừng nữa, làm anh ta cũng ngất. Đến nửa đêm mới về tới nhà, may mà không chết các bạn ạ, may quá. Thế là về tới nhà vừa đau lưng ấy, vừa đau mông đít nữa ấy. Thế là chỉ cho vợ và vợ bôi thuốc và xoa, vợ dọn cơm cho ăn và bôi thuốc. Thì hỏi chuyện thì vợ lại bảo ui anh ơi, đấy là hai con trâu nó húc nhau. Anh ơi, anh nhìn này, nó húc nhau như vậy nha, anh phải trèo lên cây, anh nhớ chưa? Chứ anh này đi đứng ở đầu nó chẳng húc cho, trâu nó có hiểu được tiếng người đâu. Anh chẳng ngốc này bảo à rồi, anh hiểu rồi. Thế hôm sau anh ta lại khỏi rồi các bạn ạ. Anh ta phải nói là có một sức chịu đòn rất tốt, cho dù hơi ngốc nghếch nhưng nói chung là anh ấy chịu đòn tốt và thuốc thì rất hiệu nghiệm. Hôm sau đi thì anh ta mới nhìn thấy hai con chim nó đang ríu rít ở trên cây. Thì anh ta mới sợ quá, thấy nó tưởng đánh nhau như hôm trước con trâu. Anh ta mới sợ quá leo lên cây, trèo tót lên cây. Hai con chim này sợ quá nó bay mất. Anh ta ngồi đến chiều tối chẳng thấy gì nữa, mãi không thấy gì thì anh ta đi về. Về anh ta mới kể cho vợ nghe. Vợ bảo anh ơi, anh ngốc thế, đấy là hai con chim nó đang làm tổ ở đấy đấy. Anh, một là anh bắt được nó, hai là anh lấy trứng mang về nhà mình ăn.
kể chuyện cho các bạn nhỏ lưu ý là ngày xưa thì động vật nó nhiều, thế còn bây giờ nó hiếm thì các bạn đừng bắt chim nhá. Ngày xưa ấy thì nó mới thế. Thế thì anh ta hôm sau quyết định đi. Đi, nhưng lần này là duy nhất là lần là không bị mất cái gì. Là không bị mất tiền, không bị ăn đánh. Hôm sau phấn khởi đi, chắc là có tiến triển rồi. Đi thì anh ta nhìn thấy hai con rắn hổ mang chúa ấy, nó đang quấn quýt bên nhau đấy. Thì anh ta cũng nghĩ là hai con rắn ấy nó đang làm tổ. Anh ta là mình lao vào, anh ta phải bắt. Thì một con nó cắn vào mông anh ấy, và một con nó cắn vào tay anh ấy. Nhưng anh ta có một sức chịu đựng rất tốt, vì nó khỏe mà. Anh ta vẫn bóp cổ được hai con rắn, mang về cho vợ. Người bị trúng độc tê phù, sưng hết cả lên, đen xì, mắt trắng dã, môi sưng đen to tướng. Về tới nhà anh ta gọi: Mình ơi, Mình, tôi mang rắn về cho mình ăn này. Thì người vợ sợ quá bỏ chạy đi mất. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể giải thích là một chút thêm là vì anh ta bị trúng độc cho nên người phù nề rồi có thể không nhận được ra. Cho nên người vợ tưởng là ai, hồn ma bóng quế hay quỷ dữ anh ta vợ, mà lại cầm hai con rắn hổ mang chúa to. Cho nên vợ sợ quá bỏ chạy đi mất. Cái thứ hai là nếu có nhận được ra thì ở với anh ngốc này thì đúng có ngày đến chết, vì hôm nay anh đã mang hai con rắn hổ mang chúa về rồi. Đằng nào anh cũng chết. Cho nên người vợ cũng sợ quá bỏ chạy đi mất, vì anh này quá ngốc nghếch. Và các bạn nhận thấy là câu chuyện là khi người vợ mà bỏ đi là hết ý. Tức là muốn nói rằng là anh này anh ấy ngốc quá. Tức là ai, chắc cụ bảo là ai nên khôn trả dại một hai lần. Nhưng mà anh này anh ngốc nhiều quá, dậy mãi rồi chẳng khôn được, ở cùng anh ấy có ngày rồi cũng chết thôi. Thế thì các bạn lưu ý rằng là kể cả trong cuộc sống hay là bất kỳ một ai, chúng ta cũng có những lúc sai lầm, nhưng đừng để sự sai lầm diễn ra nhiều quá, mình sẽ rất vất vả, đúng không? Chúc tất cả các bạn nhỏ này có một kỳ nghỉ hè vui vẻ này, luôn học tập thật tốt này, luôn biết lắng nghe và vâng lời bố mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong series chuyện cười tiếp theo. Sau đây xin gửi tới quý vị khán giả và các em học sinh câu chuyện vui về học sinh, đó là câu chuyện 1 x 10 bằng 9. Thế của ông thầy này, ông dạy học khá là nghiêm túc, ít khi thấy thầy cười. Thế hôm thầy dạy về bảng nhân thì thầy đưa ra cái phép tính là 1 nhân với số nào thì bằng chính nó. Thế thầy lấy ví dụ như là bây giờ mình đi ra chợ thì mình mua 10 cái kẹo, mỗi một cái kẹo là 1 đồng, hỏi mất bao nhiêu tiền. Thế thì mà cậu học sinh cậu đứng dậy cậu trả lời: Em thưa thầy, bằng 9 ạ. Thầy cho mày, thầy bảo sao con lại nhân bằng 9? Thì cậu bé bảo là dạ con đi ra chợ thì thấy người ta cứ, mình cứ mua 10 cái kẹo thì người ta chỉ lấy 9 đồng thôi thầy ạ. Vì thầy bảo là, thầy lại càng có mặt đây, sao anh lại cãi thế mà. Thưa em thưa thầy, vì người ta bán hàng khuyến mại mà, mình cứ mua nhiều thì người ta tặng thêm thôi. Còn thầy bảo là toán học là phản ánh thực tế, thì em nhân thực tế thấy thế thì em bảo thế. Ông thầy đỏ mặt không nói câu gì nữa. Tiếp theo tôi gửi tới quý vị khán giả câu chuyện có đầu đề cách xem giờ. Có hai người này chơi với nhau. Một người sinh ra là trong con nhà giàu, và một anh bạn thì thông minh con nhà nghèo. Thế thì anh bạn nhà giàu ấy, mới được người bố đi công tác ở bên Thụy Sĩ, mua cho cái đồng hồ rất đẹp mà đeo vào tay. Anh đi đâu anh ấy đeo, anh cứ giơ tay ra trước ngực này để khoe cái đồng hồ. Là thứ nhất, thứ hai là thể hiện là con nhà giàu có đồng hồ xịn. Thế anh đi anh gặp người bạn là anh con nhà nghèo, thì anh nhà giàu anh bảo là: Này cậu có biết đây là cái gì không? Thì anh nhà nghèo anh bảo: Ui giời, cái đấy là cái đồng hồ là cái gì? Thì anh nhà giàu thấy anh ta trả lời rất bình thường, khó chịu lại hỏi tiếp: Thế cậu có biết đây là cái đồng hồ gì không? Thì anh nhà nghèo thông minh anh bảo là: Ừ, thì đồng hồ làm gì, chỉ là xem giờ làm gì. Thế thì anh con nhà giàu rất sĩ bảo: Cậu biết không,
Đây là cái đồng hồ mà bố tớ mua ở tận bên Thụy Sĩ đấy, mang về đấy, hơi bị giá trị nhá, chạy chuẩn lắm. Thế anh nhàng nhào anh bảo, ui tớ chả cần, bởi vì tớ chả cần đồng hồ, tớ biết giờ. Thế thì anh nhà giàu đấy anh bảo là, cậu nói dối, cậu nói phét, làm gì có cái chuyện cậu không cần đồng hồ cậu biết xem giờ. Thế thì anh nhàng nhào bảo, ừ tớ biết xem giờ đấy. Thế thì anh nhà giàu anh bảo là, thế cậu xem giờ bằng cách nào? Thì anh nhàng nhào anh bảo là, ừ nhá, thì bây giờ là sáng ra mặt trời bắt đầu thò lên một chút đấy, chúng ta nhìn đấy, ở phía xa đấy, hơi ló lên một chút ý, thì lúc ấy là lúc 5:30 được chưa, lên nửa cái mặt trời mà mình nhìn từ xa ấy. Đấy, theo cái mặt phẳng ấy thì là 6 giờ, mọc mặt trời mà mọc lên phía trên cái đường thẳng mình nhìn xa đấy thì là 6:30, 6:30 được chưa. Thì anh nhà giàu nhỏ, ừ thì buổi trưa cậu biết xem giờ không? Bảo có, tớ biết xem giờ. Cậu giơ tay thẳng giữa đỉnh đầu cậu ngắm lên nhá. Nếu mà mặt trời ở giữa đỉnh đầu mình là 12 giờ, còn chưa đến giữa đỉnh đầu mình là chưa đến 12 giờ mà vượt qua đỉnh đầu mình theo cái chiều mọc ấy thì là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thế anh nhà giàu bảo, ừ, thế buổi chiều cậu có biết xem giờ không? Thế anh nhà nhà bảo, cậu dốt thế. Buổi chiều thì ngược lại như buổi sáng thôi, đúng không? Đấy, mặt trời chuẩn bị lặn xuống là 5 giờ, lặn xuống một nửa là 5 rưỡi, mà xuống vừa xong là 6 giờ. Thì anh nhà giàu anh tức quá, anh bảo, ờ thế buổi tối cậu biết xem giờ không? Hả? À, làm gì lúc ấy có mặt trời nữa? Còn cả có cả cái hôm không có mặt trăng nữa. Nào, cậu biết xem giờ không? Thì anh nhà nghèo thông minh bảo, có, tớ vẫn biết xem giờ được nha. Thì lúc đấy tớ mở cửa ra, tớ kêu ầm ĩ lên. Thì hàng xóm người ta bảo, ô bây giờ mới có 2 giờ sáng mà sao mày kêu ầm ĩ lên thế? Thế là tớ biết lúc ấy là 2 giờ, được chưa? Anh nhà giàu ngượng ngùng không nói câu gì nữa. Tôi vừa kể chuyện có 2 người, thì bây giờ tôi kể chuyện thành 3 người nhé. Sau đây xin gửi tới quý vị khán giả câu chuyện nói về khoe bố. Tức là ba cái anh này chơi với nhau, họ rất là sĩ, nhưng họ chẳng có gì cả, họ chỉ tự hào về bố họ thôi. Thì anh thứ nhất anh bảo là, các cậu biết không, hôm trước nha, bố tớ nha, đi cho tớ đi săn cùng này, bố tớ mang súng vào trong rừng bắn một phát chết 3 con chim. Thì hai kia anh bảo, ui cậu nói phét, nói dối, làm gì có chuyện thế. Thì anh thứ nhất anh giải thích là bố tớ nha, có cái súng đấy, bố tớ rút ra, bố tớ bắn. Thì cái súng đạn của bố tớ là đạn tỏa, bắn ra thì cát tút và viên đạn vỡ ra thành nhiều mảnh, vào bắn vào đàn chim thì chết 3 con chim. Thì hai kia anh gật đầu, ừ rồi có lý. Thì anh thứ hai anh bảo, tưởng thế nào, bố tớ còn siêu hơn, bố tớ làm luật sư nhá. Hôm trước bố tớ cãi cho một người buôn ma túy đấy 5 cân là 5 kg ấy, mà chỉ bị tù án treo 5 tháng thôi. Thì các anh kia anh bảo là, ừ bố cậu giỏi. Thì các em lưu ý là án treo là gì, là tức là những người mà bị án ấy, nhưng mà người ta không phải đi tù, không phải bị treo cổ, mà người ta chỉ ở địa phương quản thúc thôi. Hết 5 cái tháng đấy là người ta lại được cấp chứng minh thư và được đi ra khỏi địa phương. Còn nếu không thì họ chỉ được ở nhà thôi, không được đi đâu, không được quyền bầu cử, không được đi lại. À, các anh hiểu chưa? Đấy là tù án treo. Anh thứ ba anh bảo, tướng thế nào thì bố tớ còn đẳng cấp hơn nhiều nha. Hôm trước đấy bố tớ buôn bố tớ ấy tướng thế nào bố tớ nha, hơi bị siêu luôn. Bố cậu chỉ có cãi cho người buôn ma túy 5 cân đi tù án treo, thì bình thường là 1 cân là bị tử hình rồi đúng không? Đúng nha. Bố tớ hôm trước cãi cho một người buôn ma túy 5 tấn mà còn chẳng bị đi tù ngày nào. Thế anh kia bảo, ui giời, cậu nói dối, như làm sao mà cãi như thế. Thế bố tớ bảo là, cái thằng này ấy, nó buôn ma túy nhiều 5 tấn ấy, tội nặng lắm, đề nghị xét tử hình luôn. Thế là nó không phải đi tù ngày nào, đúng chưa? Hai cậu kia lặng im mà không nói câu gì.
Sau đây tôi xin gửi tới quý vị khán giả câu chuyện có đầu đề so sánh. Hai bố con nhà này, người bố là người bố vợ, còn người con thì là người con rể. Thì theo quan điểm của các cụ thì hai bố con nhà này không hợp tuổi nhau cho lắm. Ông bố ông không ưa người con lắm đâu. Thì chuẩn bị đi qua một con sông, thì ông bố ông nhìn thấy con vịt nó, con chó nó đang bơi dưới sông. Thì ông bố mới hỏi người con rể là con ơi, con có biết bơi không? Thì người con rể lễ phép trả lời: dạ, thưa bố, con không biết bơi ạ. Thì ông chỉ xuống sông, ông bảo là: mày không bằng con chó. Thì người con rể cũng rất là buồn. Nhưng người con rể nhẹ nhàng lại hỏi lại người bố vợ là: dạ thưa bố, bố có biết bơi không ạ? Thì ông bố ưỡn ngực lên, ông bảo là: ừ, tao biết bơi chưa? Tao biết bơi từ bé luôn. Thế thì người con rể bảo: dạ, thế thì bố cũng chỉ bằng con chó thôi ạ.